Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Bài biên tập chương trình xin gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức làm rõ clip đăng xôn xao dư luận liên quan đến hai nghệ sĩ siết quốc cơ và quốc nghiệp Nghệ sĩ Siết Quốc Cơ cho biết hiện đang công tác tại Phú Quốc tỉnh Kiên Giang và đã biết thông tin trái chiều về mình trên mạng xã hội. Theo thông tin từ nghệ sĩ Quốc Cơ, clip đăng gây bão mạng được thực hiện cách đây khoảng 2 tháng để quảng bá cho một nhãn xe. Khi thực hiện clip dòng đầu điều khiển xe máy giữa Quốc Cơ và Quốc nghiệp, thì có chuẩn bị kỹ lưỡng, có bảo vệ và rào chắn xung quanh, không ảnh hưởng ở nơi công cộng. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện clip hậu trường anh em Quốc Cơ Quốc nghiệp thực hiện quay quảng cáo Clip này, hai nghệ sĩ siết được trang bị bảo hộ, người giám sát và được cảnh báo thực hiện bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Khi clip quảng cáo xe đăng tải trên mạng xã hội, nhà sản xuất cũng khuyến cáo được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát, vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp đã vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ về các quy tắc đảm bảo trực tự an toàn giao thông đối với xe mô tô xe gắn máy. Luật sư Cường giải thích, trong trường hợp hành vi được xác định đến mức nguy hiểm cho xã hội thì cả nghệ sĩ và doanh nghiệp thực hiện hoạt động quảng cáo đều có thể bị xem xét xử lý với những chế tài nghiêm khắc. Vấn đề này cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi, làm rõ trình tự thủ tục thực hiện hoạt động quảng cáo, đánh giá tác động của hành vi đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử lý bằng những chế tài của pháp luật phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Một tài khoản bình luận: Nghệ sĩ mà thế này là lại xử phạt nghiêm khắc rồi. Người xem khác bày tỏ: Thể hiện ở đâu cũng đúng nhưng thể hiện trên phương tiện trên đường bộ mà không đảm bảo an toàn thế này là gây rối trật tự công cộng rồi. Một người xem nêu quan điểm, không hiểu vì sao người nổi tiếng mà làm được vậy luôn. Để xem lần này có bị xử lý giống Ngọc Trinh không. Một tài khoản thắc mắc. Bên cạnh đó, một số tài khoản lên tiếng bên vực mong mọi người xem xét kỹ vấn đề trước khi lên tiếng chỉ trích. Nhiều cư dân cho rằng cần xem xét việc lái xe này đã xin giấy phép và đảm bảo các vấn đề an toàn hay chưa. Vừa qua, những hành vi gây rối trật tự công cộng khi điều khiển xe mô tô gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, người mẫu Ngọc Trinh đã bị khởi tố bắt tạm giam sau khi thực hiện hàng loạt động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quy gối trên yên xe, dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2. Đáng chú ý, các lần biểu diễn xe mô tô vi phạm nói trên, Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng các clip lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội. Vượt qua, vụ người mẫu Ngọc Trinh biểu diễn trên mô tô phần khối phản cảm, nay lại xuất hiện thêm mẫu quảng cáo của hai nghệ sĩ siết quốc cơ quốc nghiệp chồng đầu trên xe máy không đội mũ bảo hiểm. Hôm 21 tháng 10, hãng xe máy điện DP có thông cáo báo chí về việc ra mắt xe máy điện mới thuộc dòng xe Tayga. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hãng xe này lại có hình ảnh quảng cáo mẫu xe mới về hai nghệ sĩ quốc cơ và quốc nghiệp, biểu diễn chồng đầu trên chiếc xe máy điện mới mà không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh này công bố ngay thời điểm vụ người mẫu Ngọc Trinh làm xiết trên mô tô phần khối lớn gây phản cảm và đang bị cơ quan chức năng xử lý, càng làm cho người xem bức xúc. Trong đoạn video màn trình diễn được chú thích thêm dòng chữ nhỏ là được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực kiểm soát và khuyến cáo người xem không thử theo. Tuy nhiên, trong video quảng cáo này cho thấy người biểu diễn trên xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Theo quy định, người sử dụng xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Những động tác trong người trên xe máy điện là vô cùng nguy hiểm. Phía đại diện truyền thông hãng xe trên cho biết, bên hãng xe đã tuân thủ tất cả các quy trình của pháp luật về việc thực hiện khi quảng cáo. Còn đoạn clip mà diễn viên siết biểu diễn được ghi hình cách đây vài tháng trước tại một không gian đã được kiểm soát hoàn toàn. Và đây không phải là đường giao thông đi lại không có xe lưu hành trên đó. Người này cũng cho hay hãng xe sẽ thông tin đầy đủ và chính xác nhất trong thời gian sớm nhất. Cùng ngày, đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc xác minh. Ngày 21 tháng 10, phòng cảnh sát giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin đang phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức xác minh làm rõ hình ảnh clip nghệ sĩ siếc quốc cơ quốc nghiệp có hành động trồng đầu lên nhau trong khi đi xe máy đang di chuyển trên đường. Giữa lúc vụ việc Ngọc Trinh bị tạm giam còn là đề tài bàn tán, hành động diễn siếc của quốc cơ quốc nghiệp khiến dư luận thêm gây tranh dữ dội. Theo tìm hiểu, hình ảnh hai anh em nhà hoàng tử siếc chồng đầu lên nhau khi đi xe máy đang di chuyển được cắt ra từ một clip quảng cáo tầm 30 giây. Clip này được đăng tải vào buổi sáng là hoạt động quảng bá ra mắt dòng xe mới của nhãn hàng. Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày thì nhãn hàng này đã tháo bỏ clip quảng cáo của quốc cơ quốc nghiệp trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Trên kênh youtube của thương hiệu này, clip gần nhất được đăng tải là vào khoảng 9 giờ trước. Nội dung không liên quan đến quốc cơ quốc nghiệp. Hành vi làm xiếc trên xe máy điện bằng hình thức trồng đầu lên nhau khi tham gia giao thông là hành vi rất nguy hiểm nếu không may tai nạn xảy ra thì hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng. Hành vi này có thể tác động những tâm lý tiêu cực cho người tham gia giao thông, đặc biệt là cho những người trẻ sử dụng xe máy điện. Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thì hai nghệ sĩ này có thể còn bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 318 về tội gây dối trật tự công cộng, giống như trường hợp của Ngọc Trinh và trường hợp của hai vợ chồng làm siếc trên xe SH trên đèo Hải Vân vừa qua, chứ không đơn giản chỉ là áp dụng chế tài hành chính, luật sư Cường nói. Đối với đơn vị thực hiện hoạt động quảng cáo, cơ quan chức năng sẽ làm rõ doanh nghiệp này có thực hiện hoạt động quảng cáo theo đúng quy định của luật quảng cáo hay không. Việc quảng cáo có xin phép và được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thực hiện hoạt động quảng cáo như vậy hay không để xử lý theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Quốc cơ được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 28 tuổi, quốc nghiệp vào năm 26 tuổi hai anh em tập siếc từ lúc 4 tuổi và bắt đầu biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999. Trong sự nghiệp, quốc cơ quốc nghiệp đã 4 lần lập kỷ lục Guinness Thế giới. Gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2023, quốc cơ quốc nghiệp lập kỷ lục Guinness cuối với màn trồng đầu leo 10 bậc thang, di chuyển trên đường rộng 50cm, dài 10m, sau đó đi xuống 10 bậc trong 1 phút 55 giây.